Ngày hôm nay thì em xin chia sẻ cho các bác mới chơi là cách chọn lưới đánh chim rẽ run loại tốt nhất này. Thì bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về cái lưới đánh rẽ loại tốt nhất này thì có thể là tham khảo đặt hàng. Em để số điện thoại góc màn hình video. Các bác điện đến thì ở bên cơ sở em là sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn chia sẻ cho các bác mới chơi nhé, để cho các bác cùng nắm bắt được này. Đầu tiên là về cái lưới đánh rẽ chọn loại tốt nhất khi mình nhận biết mình cầm trên tay ấy. Thì cái thứ nhất là cái sợi lưới của nó rất là mềm. Đấy, khi mới nhuộm xong hoặc là nhuộm lâu rồi thì cầm lưới nó phải mềm như thế này. Thì khi cầm mềm như thế này thì sợi lưới rất là tốt và dai các bác. Đấy, hàng lưới như thế này thì các bác đánh đấy từ đầu vụ đến cuối vụ thì lưới nó sẽ không bị khô. Và cái thứ hai nữa là lưới sợi nó còn dai, khi con chim nó vào thì sẽ không bị rách mắt nhé. Đấy, đầu tiên là về sợi. Và cái quan trọng là chọn được sợi rồi. Đấy, sợi tốt rồi thì cái sợi nó ăn cực kỳ là ăn thuốc nhuộm luôn. Đấy, thì hàng này ví dụ như nhà em làm ra gửi cho anh em này thì các bác yên tâm là đánh hết một vụ thì lưới không giờ sợ bạc cả. Đấy, còn nhiều cái loại phôi lưới nó kém chất lượng. Đấy, thuốc nhuộm kể cả nhiều đến đâu thì nhiều. Đấy, thì nó cũng không bao giờ nó ăn. Đánh ra gặp nắng gặp mưa thì chỉ trong vòng thời gian phát nó bạc ngay. Đấy, các bác cứ lưu ý. Ví dụ như cái áo các bác mặc ấy, ví dụ cái áo và rẻ tiền chẳng hạn. Đấy, nó màu trắng màu đỏ chẳng hạn. Đấy, mình nếu mà những cái áo mà kém chất lượng các bác chỉ giặt 1-2 lần nó đã bạc rồi. Đấy là cái sợi vải nó rất là kém, nó không ăn thuốc nhuộm. Đấy, còn kiểu như lưới này cũng thế này các bác này. Đấy, còn sợi, quan trọng là sợi nữa nha. Sợi thì đây là cái sợi này, cái mắt lưới của nó này. Đấy, nó rất là chắc. Đấy, các bác lưu ý là mua lưới của cơ sở nào cũng thế. Đấy, cái em không giới thiệu riêng về nhà em là các bác phải thử cái mắt lưới này. Đấy, mắt nó không chạy thì mình đánh chim nó mới đảm bảo. Đấy, con rẽ run thì nó là con chim đặc biệt là lành tính, nhưng mà lưới kém là nó vẫn đạp chạy xê dịch một vài mắt là nó lật sang bên, nhiều con là lọt mất. Còn những con nó lọt sang bên rồi mà nó xoắn lưới vào thì nhiều khi là anh em đi gỡ cáu lại xé lưới. Thì các bác lưu ý là chọn làm sao mà cho nó hợp lý. Đấy, mắt thì các bác mua về là các bác cứ thử cho em như này 100%. Còn lưới giới thiệu là một chuyện, và các bác còn phải trải nghiệm đánh ngoài đồng nữa. Đấy, lưới còn quy cách người ta làm như thế nào để đánh ăn được con chim nhé. Đó. Còn về sợi lưới thì chia sẻ cho các bác là các bác lưu ý là cân đối giữa sợi 13 và sợi 15 thì lên cân đối là cái sợi 15 nhiều hơn. Bởi vì sợi 15 thì độ tàng hình nó vẫn rất là cao, và cái thứ hai nữa là sợi nó cực kỳ là bền. Còn các bác mà chơi cái sợi 13 ấy thì khi các bác sử dụng đánh ấy thì sợi nó rất là mảnh. Đấy, con chim vào này nhược điểm của nó là gỡ rất là khó này. Và cái thứ hai nữa là sợi nó không được bền để các bác đánh được tầm khoảng vụ hơn vụ đâu. Còn sợi 15 này thì ngoài đánh rẽ ra thì các bác có thể là đánh te vàng. Đó, đánh te vàng ở trên mắt lưới này. Đấy, rất là chắc mắt luôn nha các bác nhé. Đấy, còn lưới nhà em thì nhiều anh em khách mua về phản hồi đến cái thời điểm mà đánh rẽ đuôi xòe chích đầu đi. Đấy, dính chích là chuyện bình thường, không thể ra được. Đấy, và rất là xoắn luôn. Còn lưới này nhà em thì giới thiệu thì nhiều anh em phản hồi quánh là ok. Và cái thứ hai nhiều anh em không có lưới là mang lưới này đánh tu hú là bận chết này. Những con chim mà nó không phá anh em. Đấy, to thì to thật nhưng vào lưới thường thường nó làm im. Đấy, con tu hú cũng thế. Đấy, vào là quấn. Còn lưới thì dây diềm thì các bác lưu ý là chọn cho mình là cái dây diềm cước đúc nhá. Đấy, dây diềm cước đúc, đừng đánh chỉ cào hoặc là đừng đánh cái dây xanh như thế này. Đấy, đánh dây xanh như thế này thì nó rất là to, nó thô lưới anh em. Đấy, chạy dây chỉ cào thì nó cũng to bằng cái này rồi. Đấy, và khi chạy chỉ cào, ưu điểm của nó thì nó rất là căng lưới. Đấy, nhưng nhược điểm của nó là khi nó căng con chim nó lao vào ấy thì độ lẩy con chim ngược lại rất là cao. Bây giờ con chim nó khôn rồi, nó không như ngày xưa. Đấy, các bác đánh thì nhiều biết rồi, nhiều khi con rẽ nó bắt đầu đến lưới nó nhìn thấy dây diềm to phát là nó bay ngược. Đấy, nó phật lại và nó rơi trực tiếp xuống dưới chân lưới luôn. Thật ra là bây giờ đánh thì lưu ý là độ tàng hình phải đặt lên hàng đầu các bạn. Đánh làm sao ưu điểm. Đấy, dây diềm cước đúc này thì khi anh em đánh vào ấy, thì độ khóa con chim nó rất là cao anh ạ. Đấy, thì các bác lưu ý. Còn lưới thì chiều cao mắt lưới thì như cái lưới tay em đang cầm đây là chiều cao mắt lưới của nó là 75 mặt. Đấy, 75 mặt và em làm cho anh em là 4 dây 3 túi chống gió thắt ở bên trên. Đấy, hết toàn bộ cho các bác. Đấy, còn ví dụ địa hình rộng thì các bác có thể là sử dụng 100m. Nếu 100m thì lên lưới nó vuông. Đấy, còn không thì các bác có thể là sử dụng 50. Đấy, địa hình hẹp hoặc là khóa hai đầu. Còn lưới thì bên cơ sở là đảm bảo khi các bác chọn lựa lưới mà đặc biệt ví dụ như chọn lựa em chia sẻ, đặc biệt là mua lưới bên cơ sở nhà em ấy, thì các bác yên tâm một điều là chất lưới, phôi lưới nó phải đặt lên hàng đầu. Cái thứ hai nữa là cái quy cách mình làm sao để cho anh em đánh được con chim. Đó, thì con chim rẽ run cũng là con chim đem lại kinh tế khá là cao. Còn thời điểm này thì chuẩn bị bước vào đến cái mùa đánh rẽ run di cư của năm 2023 rồi. Thì bác nào mà đang có nhu cầu về lưới này, về loa đánh rẽ thì có thể là tham khảo đặt hàng. Em để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.